ngày 30 tháng 9, liên quan tới clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại sự việc một nữ sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Đa Phúc ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội nghi bị cô giáo bạo hành. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đa Phúc xác minh, làm rõ, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Ông Nguyễn Duy Hiền, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đa Phúc xác nhận, không có chuyện cô giáo bạo hành học sinh. Theo ông Hiền, bản chất sự việc không phải là giáo viên bạo hành hay đánh học sinh mà là học sinh này nằm xuống đất xin lỗi cô giáo. Khi cô giáo yêu cầu học sinh đứng dậy, em này không đứng. Hai học sinh khác đến kéo học sinh này dậy cũng không được. Cô giáo khi đó cũng nóng vội, một tay cầm điện thoại, một tay túm cổ áo học sinh kéo lên chứ không hề đánh. Trong khi đó, theo một số thông tin, nữ sinh này đã đặt bánh trung thu cho lớp sai yêu cầu của cô giáo, nên bị cô giáo mắng chửi với lời lẽ rất nặng nề. Thậm chí cô giáo còn đe dọa hạ hạnh kiểm, không cho thi tốt nghiệp. Sau đó, nữ sinh bị cô giáo đuổi ra ngoài hành lang và khóc suốt 2 tiếng đồng hồ đến mức kiệt sức. Thế nhưng cô giáo tiếp tục đi ra ngoài mắng chửi khiến nữ sinh hoảng loạn và lên cơn co giật, giáo viên lại kéo cổ áo nữ sinh. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20 làm 4 người chết, chiều ngày 30 tháng 9, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, tài xế xe khách là Hoàng Văn Tính, 37 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị tạm giữ hình sự. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, tài xế Tính điều khiển xe khách thành bưởi giường nằm, trên xe chở theo 32 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 20. Khi đến khu vực km 48, khu vực ấp 3, xã Phú Vinh, tài xế Tính điều khiển xe ô tô vượt bên trái xe tải lưu thông cùng chiều phía trước. Khi vượt, tài xế xe khách thành bưởi vượt ẩu, lấn trái và đâm vào xe ô tô 16 chỗ. Cú tông mạnh khiến 4 người chết, 4 người bị thương. Theo khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, thiết bị giám sát hành trình được lắp trên xe giường nằm nói trên ghi nhận vào thời điểm xảy ra va chạm. Xe giường nằm chạy với tốc độ 69 km/h, trong khi đoạn đường trên chỉ cho phép tối đa 50 km/h. Ngày 30 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Việt Á. Trong đó, ngoài ông Nguyễn Thanh Long, có các ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Theo cáo trạng, đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt đề tài nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19. Đề tài được giao Học viện Quân y chủ trì, công ty Việt Á phối hợp thực hiện. Kinh phí gần 19 tỷ đồng, trích từ ngân sách nhà nước. Trong khi đó, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, bị cáo buộc biết rõ đề tài nghiên cứu kích thuộc sở hữu nhà nước, công ty Việt Á sử dụng kết quả không đúng quy định, nhưng đã không thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình. Ông còn để Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức họp báo, ra thông cáo báo chí về kích Việt Á, trực tiếp ký quyết định khen thưởng, ký tờ trình đề nghị Thủ tướng khen thưởng công ty Việt Á, chỉ đạo một thứ trưởng ký công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giúp công ty được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 không đúng đối tượng. Từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty liên quan đã có hành vi gian dối, làm trái quy định, tạo lập 25 gói trái phiếu và 20 mã số với tổng số giá trị hơn 30.000 tỷ đồng để bán cho người mua, huy động tiền và chiếm đoạt. Chiều ngày 30 tháng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Để phục vụ công tác điều tra, Bộ Công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu và 20 mã số hiệu trên, đến cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh thành phố phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.